bỏ một cái nồi lên đi cho mình nguy hiểm. Này lên bế. Này 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 này. Cái con này không bị ăn không? Ừ, nhìn đi em đi đi. Nhìn. Mì ăn cái cánh này không có cá được không? Con cho anh mượn đi. Con cho anh mượn đi con. Đồ đồ anh, đồ đây không ngon lắm. Con ngồi con ăn đi để cho anh mượn. Đây đây đây. Đồ cũng được cho anh mượn này, tí nữa anh xem nào. Đòi. Còn con cứ đưa cho anh mượn tí nữa, anh muốn xếp phải không? Con cứ đưa cho anh mượn nhé. Ừ. Để chứ cho anh để anh học. Cho anh tập học, con học con biết rồi cho anh. Rồi bố mua cho bộ mới. Ê, đưa cho anh để mua bộ mới. Tức thế. Này, mua lại. Tức nhắm. Tức nhắm thì gà. Tức nhắm thì gà. Mua lại. Mua lại. Tức nhắm thì gà. Tức nhắm thì gà. Thôi. Thế là bụng nó vừa no. Thế rồi. Đây. 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 Nó là rời nó quá mẹ. Nó quẳng mẹ nó không nhìn tầm ý đấy. Mới không thấy được. Em đưa cho anh đi không? Cho anh mượn. Ăn gì ở đây đi. Không có gì cả. Không có gì cả. Cho ăn gì. Đây. Nói một thằng ông đấy. Một thằng ông đấy đây. Nào. Đi đi con đưa cho anh mượn nhé. Nào cái thằng đấy. Đây. Con đi kỹ hết. Con có không kia được. Đây. Ở đấy. Con có cái đấy. Đúng rồi. Nó phá cũng luôn ra thôi. Con có một cái bàn chữ ở trên nhà. Đúng rồi, con đưa cho anh cái đây đấy. Đấy, đưa cho anh ngồi chơi. Đá từ luôn ra ngoài. Không em để cho anh đây. Cố lên từng đuối. Nhặt vào đúng không? Để cái gì cho mồm nhỉ? Ai? Để chun nhỉ? Ở đâu ra nhỉ? Để chun trong cái hộp đấy. Đấy, để chun ở ngoài đấy, nhặt hết ra. Nhặt hết ra. Mang vào đây. Đây mực. 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 Hết như này đi. Nó mút đẩy chứ. Con mấy thịt gà vào nhai là ngủ im nha. Đây. Không. Trong không nó đó không, nó lắc rồi, đừng ơi. Con đứng bé không? Trộm nó đứt vào mồm ngay. Nó mút thì chết. Nó vậy. Ê, to thế. To thế, nó lắc. Nó đút hẳn miếng to vào mồm, nó dí đậu lẹ hết rồi à. Mày đi rồi. Ăn đi, đừng nói lắm. À. Mùi hương. Mùi hết rồi. Mày ăn cái gì? Đấy, thì ăn hết. Đi đâu cái kia này. Mình lấy cái cắt cho nó bỏ một chấm phát cho nó nhá. Mình không có gì. 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 Nó mới xúc công nhà. Nè, nó. Cái đó
Sao mày ăn được không? Nên em ngồi hẳn đây không lấy cơm, lấy cơm nhanh. Cơm, 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 ăn được gì không? Mở rộng đi đây ăn thì ăn ấy không có gì có sức khỏe chưa mình cho tắt đi đi thằng này nó cho bỏ thôi đừng cho nhé. Nóng không thì mai đêm nay cái đội mưa đấy. Sáng em mưa sấm gì nè, sấm là bầm ấy. Hà cơ, tôi đi cũng hà cơ. Hà. Hà giỏi quá. Không ăn cái được, tối không chạy đi đâu. Không tốt, năm nay nặng như trời. Không thuận. Tân hàng đông. Tháng 3 người ta tháng 12 có tấm. Ngồi đấy, ngồi đấy. Ngồi đấy. Vô sáng nay mưa đàn nhỏ 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 tay nhỏ tay thò đấy. Bỏ ra cho nó lon nguyên miếng cho bán mình cho bỏ đấy 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 kìa. Được rồi nước nhà không lịch thì bảo là tự kỷ phải lịch nó không béo thì ấy rồi mà cứa vào mồm và tay ra đấy cứ lắc đi. Có bị gì rồi? Nó có méo cái góc cái méo rồi nó chuẩn xác à? Nước còn đấy, nó mặn rồi. Mình là còn đeo xe còn ngã cái tay này. Nó về nhà cái rồi bắt đầu. Thank you.
chỉ lúc lại ngồi ngồi quá trớn ra đây là bắt đầu rồi. Cài cửa lại rồi tập hết đi điện gì bắt cài cửa thế nó ngủ ngủ rồi nó trải chân chị thì bắt bật quạt em thì nằm lấy dọn thì nằm nó nói thầm nó cũng biết cười nó hai đứa tuổi này chưa bằng này có phải đốt nữa không nhỉ? Có rồi. Giờ xấu. Giờ mình nhỏ. Xấu. Cái thằng cho một con thì cuối cùng là Kiên lại sách cảm đô của chị Mỹ. Thế là cuối cùng một con này, hàng cho to thì tôi lại đô của chị Mỹ. Ừ, chị Mỹ vậy. Ra mình sẽ xem ảnh nhá. Mình muốn ăn nữa không? Nhà chưa con gà nào mà rơi tối nào mà. Không có giò. Ai đây nhỉ này? Dạ.